Rồi chào mừng tất cả anh chị em đến với kênh Hưng Thịnh Nấu Nước nha. Nay thì tiếp tục soạn hàng, thanh lý tiếp cho mọi người nốt lô hàng cuối kho của hàng nội địa Úc nha mọi người. Đấy, cả đồ điện thì còn một vài món này, đó vẫn là hàng thanh lý, còn đồ pin đây cũng soạn cho mọi người, khoan này, máy mài, cơ đĩa vẫn là hàng thanh lý nha. Rồi cơ xích thì em vẫn còn, cơ xích xăng đó, mấy con 51cc là mọi người chết hết rồi, giờ còn 50 thôi. Cái xích điện thì vẫn còn Ryobi với lại Ojito, Ryobi thì còn một con. Đấy, còn Ojito thì em còn được mấy con nữa cho mọi người tham khảo. Đồ pin hiện tại cũng không còn nhiều. Đấy, em đang tranh thủ thanh lý lốt cái lô hàng cuối kho hàng Úc này. Sau đó thì nhập hàng mới nhiều hơn cho mọi người tham khảo. Với lại lô cắt cỏ thì vẫn còn. Đấy, bữa về một lô cả cắt cỏ hàng Nhật Kiori này. Đấy, Ryobi 52 và 25cc hàng Úc cho mọi người luôn. Hai con đục này là 30 ni thanh lý nhá, nó thiếu tay cầm thì em vẫn đang thanh lý cho mọi người đây. Đó, giá con này là 2,1 triệu đấy, là bao ship luôn cho mọi người. Hàng thanh lý nhá. Thì chút em báo giá cho mọi người sau. Nay thì không soạn được nhiều hàng. Có một giờ chỉ còn lại con gì em bán đó thôi. Đấy, không còn nhiều. Mọi người thấy hay thì nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh cho bên em nhá. Còn bác nào chốt thì mình nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại. Đấy, hoặc là mình kết bạn qua Zalo cho em. Còn ai mà không nhắn tin được thì mình cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nha. Đừng quên là em mới về được một lô máy alo tai nghe đây này. Đấy, tai nghe này là iPod 3. Đấy, rất là nhiều anh chị em hỏi. Hiện tại lô iPod Pro em chỉ còn 2 cây thôi, còn 2 bộ thôi. Hàng rep 11, tất cả đều hàng rep 11 nhưng mà hàng rất là chuẩn, nghe rất là hay cho mọi người luôn. Tí em sẽ review cho mọi người coi. Đấy, đầy đủ đồ luôn bên trong luôn nha. Con này là iPod 3, iPod Pro thì đây. Mấy nữa sẽ về thêm tổng độ 200 bộ nữa cho mọi người. Một hai hôm nữa sẽ về. Còn bộ này thì mới về hôm nay xong. Đó, quay cho mọi người coi luôn. Hàng mới. Rồi, cưa xích trước tiên thì cưa xích pin thì em vẫn còn một con cưa xích có than. Giá body của nó là 700.000. Đấy, bác nào mà có pin sạc rồi thì mình mua body mình xài nhá. Con này thì mình làm vườn, mình cắt cành các thứ, các cành trên cao các thứ đây. Đó, nam xích dài 25cm, 10 inch, sạc pin 18V nhá. Các bác nào thích khỏe hơn xíu thì mình mua con này. Đấy, nam 30, hàng rút led không sổi than, nó mạnh hơn. Đấy, nếu mà xài gia đình làm vườn các thứ mua con này cũng rất là ok. Bác nào mà chưa có pin sạc thì mình liên hệ qua em tư vấn về pin sạc cho mọi người vì xài gia đình nhá. Còn bác nào có pin rồi mua body 1,3 triệu. 1,3 triệu là bao ship. Đó. Còn dòng cưa xích xăng thì có đây là Balak này. Balak và Ryobi hàng Mỹ. Đấy, hàng Mỹ này. Đây, Balak Max đây. Nam 16 inch, tức là nam này dài 40cm. Con này hiện tại em đang bán 1,7 triệu. Bác nào cần clip test máy cưa xích thì mình cứ liên hệ qua Zalo cho em. Đấy, em test từng máy một rồi. Đấy, nổ rất là ngon, rất là khỏe luôn. Cắt thì rất là ngon. Xích các thứ em bao mọi người về cắt thoải mái luôn. Đó, chạy 2 thì nhá. Cắt cực kỳ khỏe luôn. Con này nam 40 thì em bán là 1,7 triệu. Còn nam 45, nam 18 inch, nam 45 thì em bán là 1,8 triệu. Còn nam mà 14 inch, à nam ngắn, nam 35cm thôi á, thì em bán 1,6 triệu thôi. Đó, ba giá là 1,6 triệu, 1,7 triệu và 1,8 triệu. Dòng Balak và dòng Ryobi của Mỹ nha mọi người, giống nhau luôn. Đấy, hai loại. Còn loại 16 này có bọc lam này. Một số con này không có bọc lam nha mọi người. Còn bác nào mà xài gia đình á thì mình cứ mua con hôm nay này cho em này. Đấy, 35cc thôi nhưng mà nó cắt thì rất là ok luôn. Đấy, lam chỉ dài 30cm nhưng mà bao con này cho mọi người luôn. Em gửi rất là nhiều con này rồi. Đấy, phản hồi rất là tích cực luôn. Bởi vì dòng này nó nổ rất là ok, rất là ngon. Mà xài gia đình thì mọi người cứ yên tâm mình sử dụng con này cho em. Đấy, 35cc. Giá bán thì chỉ có 1,5 triệu thôi. Đó, 1,5 triệu cho nhau mọi người. Đó, bao ship luôn cho mọi người. Đó, ai mà chốt thì mình nhắn lại giúp em. Còn dòng 37 đây cũng là dòng hôm nay. Hai con này là hàng nội địa Úc nha mọi người. Đó, hàng này hàng nội địa Úc. Đó, con này thì khỏi phải chê luôn. Đấy, 37cc đây này. Xích các thứ nang rất là mới luôn. Cái đợt này thì cái đợt lô hàng này em về là toàn máy đẹp không nha. Đấy, máy còn toàn máy đẹp không. Nam các thứ xích còn rất là ok. Đấy, đảm bảo rất là tốt cho mọi người. Giá con này thì là 1,650 triệu đây. Đấy, 1,650 triệu. Là bao ship cho mọi người luôn. Đấy, bác nào mà chốt thì mình nhắn lại cho em ha.
Còn con này là con Ryobi, con Ryobi Úc là mình hết rồi đúng không? Ryobi 38cc Úc. Còn một con đúng không? 38cc Úc thì em còn một con, em bán là 1.800.000 nhá. Còn con này đây 51cc thì còn một con. Còn một con 51cc đợt trước với lại một con 50 này em bán rồi. Đấy, còn đúng một con này là 51cc là đời cũ này. Con này đời cũ thì mọi người hỏi thì em vẫn bán cho mọi người là 1.800.000 thôi. 1.800.500 chứ. Đó, 1.800.500. Con này nam dài bao nhiêu nhỉ? 45. Nam dài 45 nha mọi người. Đấy, nam dài 45cm, 51cc luôn. Cái điều nó là đầy cũ nên giá nó rẻ thôi. Đấy, còn do với loại đầy mới 50cc thì em bán 2.200.000 cơ. Thì bán rồi. Con này Makita thì con này 43cc nha mọi người. Đấy, 43cc mã đây. EA3201S. Đấy, hàng này hàng nội địa Úc. Nam của nó là nam dài 40cm. Đấy, xích của Makita thì rất là ok. Máy móc bao lỗ ngon cho mọi người luôn. Đấy, con này thì bác nào mà mua lần đầu thì mình cọc cho em 200.000. Rồi bác nào mà mua hàng rồi thì mình cứ nhận hàng, kiểm tra, test máy ok là mình nhận. Đấy, test lỗ ok. Kể cả mọi người có cọc cho em thì mọi người vẫn được test máy trước khi nhận nhá. Đấy, thoải mái luôn. Con này thì em bán cho mọi người giá là 2.800.000. Đó, 2.800.000 con này. Bác nào chốt thì mình nhắn lại giúp em nhá. Rồi, tiếp theo là hai con cơ xích điện thì Ojito. Ojito thì nó có cái thắng tự động, nghĩa là mình khi mình không bấm cò, mình nhả cò ra ấy, thì nó sẽ dừng ngay lập tức. Đấy, xích nó sẽ dừng luôn. Với lại đây là cái khóa nam, khi mình trèo lên cây thì mình khóa lại. Đấy, đẩy ra thì nó sẽ khóa nam lại, là xích sẽ không chạy nữa. Đó, con này thì nam dài được 35cm, 1800W. Điện thì sử dụng điện 220. Đấy, khuyên cho mọi người là xài gia đình là mua dòng này là ok. Đó là 1.200.000 này, mẹ bao ship tận nhà cho mọi người luôn. Đó, còn con Ryobi này thì em còn một con cuối cùng nha mọi người. Đấy, một con cuối cùng ha. 2300W, nam dài 40cm. Con này nó có bọc lam nhưng mà nó là con cuối cùng rồi, em để cho mọi người 1.400.000 thôi. Đấy, 1.400.000 thôi nhá. Mọi người chốt thì mình nhắn lại giúp em. Điện thì nó vẫn sử dụng điện 220. 2300W là rất là khỏe rồi. Con này là máy đá full bo này. Máy đá full bo nhưng mà nó không có đá đâu. Nó có đủ cả tay cầm đây này. Đấy, tay cầm thì mình chỉnh điều chỉnh hướng được. Đó, 2000W, lưỡi là 180. Con này mọi người nếu mà không về mua về không mài đá thì mình có thể nắp lưỡi đá mài, hoặc là nắp lưỡi cắt sắt và mình cắt. Đó, là cũng được luôn. Đó, nó rất là khỏe. Lưỡi này lưỡi lớn rồi. Có thùng cho mọi người luôn, giá chỉ 1.400.000 thôi nhá. Đó, 1.400.000 nó rất là rẻ rồi. Là bao ship cho mọi người luôn á. Còn bác nào mà thích mua máy mài 230. Đấy, như con này là đầy đủ đồ cho mọi người này. Đấy, đắt 2020, 2000W. Vòng tua là 6600 vòng. Con này thì mọi người về có thể mài sắt này, cắt sắt này. Còn bác nào mà thích cắt bê tông thì mình mua cái lưỡi cắt bê tông về mình nắp vào mình xài. Đấy, lưỡi là 230mm nha mọi người. Tay cầm thì xoay hai bên 180 độ qua hai bên được luôn. Đó, điện rin 220, đầy đủ 200 lưỡi này, một lưỡi đá mài này, hai cái cốt cho mọi người này, hai cái pad để giữ lưỡi đấy. Đó, tay cầm đủ hết. Riêng con này thì em bán là 1.100.000 nha. Có đúng một con là đầy đủ như thế này thôi. Đó, là chỉ có 1.100.000 thôi đó. Bữa đầu hàng về thì bán 1.200.000, nhưng giờ cuối kho rồi. Đấy, cứ soạn đủ cho mọi người, hàng đẹp là bán 1.100.000 thôi. Con này cho xem thông số này. Con này Ojito. À, con này mất chốt. Mất cái chốt để nó giữ lưỡi, để mình siết lưỡi đấy. Nhưng mà mình chọc cái que vào là được à. Hoặc cái que sắt, hoặc chọc cái tô vít vào mình vẫn siết được nha. Đấy, thì con này là hàng thanh lý cho mọi người. Giá là 600k bao ship. Hàng thanh lý 600k bao ship, không có tay cầm. Chỉ có máy và chắn lưỡi đi kèm. Có hộp cho mọi người luôn. Đấy, mua về cắt cắt gạch, cắt đá này rất là ok này. Đấy, hàng thanh lý 600.000 thôi nhá. Em còn 5 con Ryobi nhưng mà có người đặt rồi nên em không mang quay nữa cho mọi người coi. Con này bắn đinh xéo của AEG, xài pin. Đây là con xài pin nha, bắn đinh xéo nó đinh hơi khó mua nên em thanh lý thôi. Đó, 700.000 cho mọi người. Hàng rút led không chổi than. Con này nếu mà tìm được đinh của nó mình thì con này bắn này cực kỳ khỏe luôn. Đấy, bắn rất là khỏe nha. Có điều nó đinh nó rất là hiếm. Ở Việt Nam đinh nó hiếm, nó khó mua nên giá nó rẻ thế thôi. Đấy, còn con Ryobi thì đây. Đấy, Ryobi còn rất là đẹp như này. Bạn nào mua được đinh nhá thì mình mua body mình xài.
đó, để cho mọi người con này 600k của Ryobi. Giá này em bao ship cho mọi người luôn nên mọi người cứ yên tâm đó. Còn no pin bên trên thì tôi đem xe báo giá cho mọi người sau. Giờ thì em báo lốt đồ điện đã. Bơm chìm thì em vẫn còn Ryobi nha mọi người. Ryobi 750W thôi, 1000W là đã bán rồi nhá. Bơm chìm 1000W này em bán hết sạch rồi. Mấy con này là hàng đều là hàng đầy đủ đồ hết cho mọi người. Có cả ống lối đúng không? Đó, có cả ống lối luôn. 750W của Ryobi. Bơm 1 giờ được 16.500 lít. Đấy, 16.500 lít. Bơm chìm, điện 220. Mấy con này máy ví dụ máy xấu thì em để cho mọi người 950 thôi. Đấy, nay sẽ để thanh lý chết cho mọi người là 950.000 một con nha. Là sẽ bao ship cho mọi người luôn. Đó, nên bác nào mà chốt thì mình nhắn lại giúp em. Mang con Ojito xuống đây. Thanh lý luôn con Ojito này cho mọi người là 800.000. Đấy, con Ojito này 780W nhưng mà thanh lý cho mọi người 800.000 thôi. Đó, còn một con thôi nhá. Ojito em còn đúng một con cuối cùng đó. Còn Ryobi em còn khoảng độ 5 đến 10 con nữa thì bán 950. Còn cái loại này thì nó bơm 1 giờ được 17.000 lít thì em bán 1 triệu cho mọi người nhá. Đó, đầy đủ đồ, có 3 loại như thế, 3 loại giá. Mọi người chốt giá nào thì mình cứ liên hệ qua cho em. Mình nhắn tin qua cho em là em biết để em gửi cho mọi người thôi. Bơm áp thì em vẫn còn 2 loại. Số lượng mình còn khoảng độ mấy con ta? Khoảng độ 5 con nữa nha mọi người. Đấy, còn khoảng độ 5 con nữa. Dòng này thì nó bơm đẩy cao, bơm áp đây. Ống ra và ống vào thì đều là ống 34 nha mọi người. Ống 34. Hút sâu, con này hút sâu 8m. Đẩy cao là 42m. Con này em bán là 1.1 triệu. Đấy, zin. Còn con này là hương ngắt áp này. À này không có ngắt áp nha mọi người. Con đen kia là không có ngắt áp đâu, ren của nó đấy. Còn con này là có ngắt áp nhờ nó bị hư. Nên là hàng thanh lý 1.2 triệu. Đấy, riêng con này là 1.2 triệu bao ship. Sử dụng điện 220. Đấy, hút sâu 8m, còn đẩy cao là 43m nha. Đấy, con này 43m. Rồi, còn lô cơ đĩa thì đây. Makita vẫn còn được 2 con cho mọi người. Đấy, để cắt gỗ, cắt được độ sâu từ 5 đến 7 phân cho mọi người. Lưỡi là 185mm. Con này công suất là 1200W. Còn thật sự là Makita hàng này chạy rất là êm luôn. Đấy, chạy êm hơn Ryobi với Ojito rất là nhiều. Con Makita này em bán là 1.5 triệu nhá, bao ship cho mọi người luôn. Còn con này là công suất lớn á. Đấy, đây, công suất con này là 1800W đây này. Vòng tuôn là 5800 vòng. Riêng con này thì em bán cho mọi người là 1.750.000 là bao ship luôn. Đấy, bởi vì nó công suất nó lớn mà. Mà chạy máy này chạy êm rất là khỏe. Còn hai loại này Ryobi và Ojito thì vẫn là hàng thanh lý cho mọi người. Ryobi nếu mà lưỡi với lại máy còn tương đối là đẹp thì em bán là 1 triệu một con. Còn xấu hơn là 950. Đó, còn con này thì em bán cho mọi người là 900.000 thôi. Lưỡi là 185 nhá. Hàng này là không có cái cữ ngang ở đâu nha mọi người, không có cữ ngang đâu nhá. Hàng thanh lý này sẽ không có đâu. Rồi, tiếp tục đến nhám tăng. Nhám tăng ôi dồi mà có điều tốc mình còn không ta? Đây, nhám tăng Ryobi và Ojito đều là hàng có điều tốc. Đấy, hàng lúc nào cũng có sẵn cho mọi người luôn. Tặng kèm 2 tờ giấy nhám cho mọi người. Giá bán là 700.000. Con này bạn nhám là 7.5 phân nhá. Bạn nào muốn mua thêm nhám thì mình cứ liên hệ qua cho em. Em sẽ bán kèm theo máy cho mọi người là 10.000 một tờ. Đó, 10.000 một tờ là bán theo máy. Kể cả Ryobi và Ojito đều là hàng có điều tốc 6 số hết. Đó, và đầy đủ đồ cho mọi người luôn, không thiếu gì cả. Bao đủ đồ, bao test máy trước khi nhận cho em luôn nhá. Còn nhám rung thì em còn số lượng rất là ít. Đấy, bữa trước video trước thì cũng bán gần như hết rồi. Còn hai đây, hai con nhám tròn đây. Con này thì em bán cho mọi người giá body, giá cỏ ló. Con này có túi bụi không? Có túi bụi, giá là 400.000 cho mọi người nhá, bởi vì nó không có điều tốc. Đó, 400.000. Còn con này công suất lớn hơn thì em bán là 450 cho mọi người đây. Đấy, 450. Nhám tam giác thì rất là nhiều người đặt luôn. Hàng em cũng có nhiều, có sẵn nên em nên rất là nhiều mọi người đặt luôn. Đấy, được tặng kèm là 3 đến 4 đời để nhám làm mẫu cho mọi người nhá. Nhám thì em rất là nhiều. Đấy, bán cho mọi người có 250.000 con nhám Ojito này thôi. Có túi bụi đầy đủ này. Còn Su 1, đây con này là hàng đẹp đây này, có túi bụi luôn. Đấy, được con cười con Su 1 này đẹp này, đế còn nguyên này. Người nguyên như mới luôn này. 250 cho mọi người nhá.
Đó, 250.000. Ok ha. Rồi, tiếp tục qua đến đồ điện của Ujito và Ryobi. Cắt rung của Ryobi thì con này vẫn đang thanh lý là 500.000 cho mọi người đây. Đấy. Còn một con này anh lý luôn này, hàng còn bao nhiêu này em báo cho mọi người luôn. Máy mài 125 hết rồi đúng không? Rồi. Đó, video trước đã bán hết máy mài 125 rồi nha. Con này là máy mài một tấc này này. Máy mài một tấc của Ryobi này này. Con này đầy đủ đồ bán 700.000 cho mọi người nha. 700.000, 750W nha mọi người. Vòng tua là 12.000 vòng đấy. Cốt là một tấc. Đấy, có 700.000 thôi. Cắt rung thì có cắt rung của Su. Đó, dòng này thì em bán cho mọi người là 350 đây này. Có một cái lưỡi đi kèm cho mọi người đây này. Đấy, 350k. Ok ha, bao ship. Kho nhiệt của Ojito à. Con này thì 600 độ C này, 2000W này. Hàng này không có điều tốc nha mọi người. Đấy, không có điều tốc, nút bấm đây. Loại này khó tay dài này thì em bán cho mọi người giá là 650 nhá. Đó, 650 thôi. Bác nào chốt thì mình nhắn cho em. 650 bao ship. Con này đánh bóng của Ryobi mà thiếu đồ ấy, mọi người mua về mình chế thành máy mài là xài ok. Đấy, con này em bán cho mọi người thanh lý vẫn là 800.000 thôi, này em bao ship. Có điều tốc nha mọi người. Với lại có cái pad để mọi người giữ lưỡi nữa, để về mình xài. Đấy, lưỡi là 180 nhá. Công suất là 1500W rồi. Đấy là ok ha. Rồi. Khối bột sơn. Con này thì chuyên cho bác nào mà phun sơn các thứ đấy. Đấy, phun sơn bột đấy thì mình mua về mình khối sơn thôi. Đấy, khối sơn bột. Vòng tua chậm nó 1050W nha. Vòng tua của nó có 550 vòng thôi, nó là tua chậm. Có điều tốc đây này. Đấy, có điều tốc nó bấm cò đây này. Mình chỉnh được nha. Giá bán thì có 800.000 thôi, bao ship luôn á. Hàng thanh lý mà. Rồi, tiếp đến là con khoan điện của Ojito. À, con này là cái khoan khoan có cấp trượt đấy. Đây vì rất nhiều người hỏi đây này, con này 280W. Em có đúng một con thôi nhá. Điều tốc. Đấy, à, có cấp trượt đấy để mình bắn vít này, bắn vít khoan gỗ, khoan sắt. Đấy và bắn vít thôi nhá, không muốn khoan tường nha mọi người. Con này khoan nhỏ này xài gia đình thôi đó. Đấy, con Ojito ấy. Hàng xấu. Không xấu hẳn đâu, bình thường. Nhưng mọi người thấy là bình thường. Đó, giá để cho mọi người là 450 thôi, bao ship luôn cho mọi người ha. Đó, bác nào chốt thì mình nhắn qua giúp em. Rồi nên nốt ba con này đi rồi qua đồ pin thanh lý cho mọi người luôn. Rồi, hai con cưa kiếm thì một con Ojito là 800.000 là có tặng lưỡi cho mọi người. Hàng có điều tốc, có tặng lưỡi. Còn Ryobi thì 1200W nó không có điều tốc. Đó thì em bán cho mọi người là 950.000, có tặng một lưỡi nữa cho mọi người nhá. Bao ship luôn. Rồi có con này là máy cũng là máy đánh bóng, máy mài đá chứ, con này là máy mài đá, nó có điều tốc này, giống như con đánh bóng của Ryobi luôn. Nhưng mà được cái con này là lưỡi 125 thì nó thông dụng hơn. Đấy, mình mua về mình nắp, chỉ cần nắp cái đá mài vào thôi là mình xài ok luôn. Đấy, công suất 1500W rồi, em có test rồi, cực kỳ khỏe luôn. Đó, giá bán là 800.000 luôn, bằng Ryobi nha. Mọi người chốt thì mình nhắn lại giúp em nhé. Rồi, phun sơn chân quỳ thì em có một con này. Phun sơn chân quỳ em còn độ 2-3 con nữa nha mọi người, hàng đầy đủ lồ luôn á. Đấy, em soạn sẵn cho mọi người luôn đây này. Cái này thì bác nào mà chốt thì mình nên kết bạn qua Zalo cho em nhé. Em gửi video test máy với lại hướng dẫn mọi người sử dụng. Để khi mọi người nhận máy mình test hàng ấy, mình biết cách sử dụng nó dễ hơn. Đó. Đây, đầy đủ đồ đúng như thế này luôn. Phun sơn chân quỳ của Ojito. Vừa phun sơn nước và vừa phun sơn dầu đều được luôn. Con này thì em bán cho mọi người giá của nó là vẫn là 3 triệu nha mọi người. Đó, giá vẫn là 3 triệu bao ship. Đấy, ok ha. Rồi, còn qua đồ pin thanh lý thì đây có 3 con này, em có soạn được 3 con máy cắt rung. 3 con body cắt rung xài pin của AEG nhá. Đấy, có cái giữ lưỡi thôi mà không có lưỡi đi kèm đâu. Hình thức còn tương đối là ok đây này. Xài pin 18V. Đắt thì 2020 này, con này 2015. Con này 2020. Thứ nhất là cái con này đắt thấp, đắt 2015. Thì em để cho mọi người con này body là 500.000. Còn hai con này 2020
để cho mọi người là 600k một body nhá, xài pin 18V đó. Đó, bác nào chốt thì mình nhắn lại giúp em. Còn bên trên nó có hai con máy nhám rung, hai con máy nhám rung xài pin đó, nhám tròn nha mọi người. Đấy, hai con nhám tròn đế còn rất là ok luôn, có điều tốc này này. Đấy, có điều tốc này, AEG này có điều tốc. Body em để cho mọi người là 600.000 luôn, đó là bao ship cho mọi người. Nô cuối kho nó sót lại mấy con ở trong kho nên em nay thì cứ dọn kho dần dần, nó sẽ ra mấy con này. Có hàng gì thì em báo cho mọi người luôn á. Rồi khoan pin đó, xem có khoan 2 chức lăng này, 3 chức lăng này. Đây, như con này là 2 chức lăng hàng xấu, em bán cho mọi người thanh lý là 500.000 một body nhá, 500k một body này, 2 chức lăng có than. Nó bao ship tận nhà luôn, bác nào có pin sạc rồi thì mình mua ha. Còn 3 chức lăng như con này này, hàng này hàng xấu quá rồi, em để cho mọi người là 600.000 thôi đó. Đó, 600k là 3 chức lăng này, có 4 luôn này. Còn mấy cái loại mà nó đẹp hơn xíu thì nó bán 700 này. Đấy, 700-800 cho mọi người. Còn riêng cứ kiếm mình hết bụng bự rồi đúng không? Bụng bự là bên em hết sạch rồi nha. Đó, còn con này bụng nhỏ em còn khoảng độ 5-7 con nữa cho mọi người. Thì vẫn bán 350.000 một con. Đó, 350.000 một con bao ship luôn nhưng mà không tặng lưỡi. Ok ha. Đó, 350.000 một con bao ship nha, riêng cưa kiếm. Còn cưa đĩa có than của Ryobi và Ojito thì hiện tại Ojito em còn khoảng độ 5 con nữa thì em vẫn đang bán là 350.000 một con là không bao ship. Ryobi mình còn mấy con ta? Ryobi mà có than lưỡi 150 thì em còn khoảng độ chục con nữa. Vẫn là giá 350.000 thôi, không bao ship nha mọi người. Đó, con này lưỡi 165 đây này. Nếu mà này 165 đắt này, đắt 2015 đắt thấp rồi đó. Bác nào mà chốt con này em để cho mọi người 500k nha. Đó, bao ship luôn. Có đúng một con á. Còn con này lưỡi 185 là hàng không chổ than đấy. Rootless không chổ than, con này đắt 2019. Đấy. Xài pin 18V rootless. Không chổ than lưỡi 185. Này mua về cắt ván thì cắt 5 phân thoải mái luôn. À, con này thì để cho mọi người giá body của nó không chổ than đắt 2019 à. Con này để cho mọi người 1 triệu nha mọi người. Đấy, 1 triệu body nhá. Đấy. Bữa có cái con xấu hẳn thì em bán rồi. Rồi, còn mấy mài có than thì con này vẫn đang thanh lý là 700.000 đây. Có mấy bác đặt rồi nhưng mà không biết số lượng còn bao nhiêu nữa. Còn khoảng độ 3-5 con nữa thôi nha mọi người. Đấy, 700k một body ha. Bác nào mà chốt nhanh thì mình sẽ còn nhá. Có con này khoan đi, chết à? Sống á, hàng rút nét mà sống. Hàng này thì chút để mình qua bên kia mình báo giá hàng đẹp cho mọi người xong. Rồi, xuống mấy con mini cho mọi người này. Đây, em về 3 bộ hút bụi thì em bán 2 bộ rồi. Đấy, hút bụi robot đây này, em bán 2 con rồi nha. Giờ chỉ còn 1 con này thôi. Giờ mấy hôm nữa hàng mới về cơ, nên hiện tại em cứ quay cho mọi người coi trước cái con e-robot này. Đấy, e-robot của Romba. Con này thì nó là điện Rin 110. Điện Rin 100V 110 đấy. Nhưng mà con này sang sẵn điện 220 cho mọi người rồi. Đó, giá bán thì 3 triệu là bên em bao ship cho mọi người. Đấy, 3 triệu bao ship nha. Nó có một cái chổi sơ cua này. Đấy, một cái chổi sơ cua, một cái lọc bụi sơ cua cho mọi người nữa. Sạc đầy đủ hết này. Cái này là cái ngăn cách như là khi mình để mà, ví dụ ở cầu thang ấy, mình để ở trước cầu thang này sẽ không đi vào luôn. Đó, sẽ tránh tình trạng bị rơi xuống cầu thang hay gì đó, ví dụ vậy. Đó, còn cái này là đế sạc. Thì con này loại này thì nó gần hết pin, nó sẽ tự động về chạy về cái đế sạc nha mọi người. Đấy, tự động chạy về đế sạc luôn. Ra điện sẵn 220 rồi, còn đúng một bộ này nha. Đấy, giá là 3 triệu là bao ship tận nhà cho mọi người luôn, rất là ngon. Rồi, còn mấy hôm nữa em về mấy bộ mấy loại nữa cho mọi người tham khảo. Rồi, tai nghe. Đấy, tai nghe thì bộ này là rin của nó đây này, là nó chưa khui tem các thứ đây này, thấy không? Nó chưa khui nha. Còn nguyên riu luôn. Còn con này thì em bóc ra một hộp sẵn để cho mọi người tham khảo bên trong này, mở ra luôn. iBot 3 nha mọi người, iBot 3. Và bên này là iBot Pro. Đây, cái này thì nó cảm giác nó nhỏ hơn iBot Pro, nghe nó cũng ok hơn. À, made in Japan nha mọi người. Đấy. Hàng Red 11. Hàng này cũng gần như hàng chính hãng chuẩn 100% rồi.
Đấy, không phải hàng nhái nha mọi người đâu. Cứ mọi người cứ cho mọi người cứ test, coi video test thử thoải mái luôn. Đấy, cứ check nghe thử ok là mình nhận thôi. Đây. Đấy, hàng rất là ok nha. Có một cái tai nghe, một cái cáp sạc cho mọi người, dây sạc nha. Còn không có cái cục sạc đi kèm đâu, chỉ có máy. Đấy, tai nghe iPod 3. Cái này kèm đằng sau này thì nó sẽ cào cái số series này đi nha mọi người. Hàng này là sẽ em sẽ không nói nhiều về hàng này, bởi vì bác nào muốn biết chi tiết hơn thì mình liên hệ qua cho em. Đó, em sẽ tư vấn cho. Giá bán là 750.000. Đó, 750k nha mọi người. iPod 3. Còn iPod Pro thì em vẫn bán là 550.000 một bộ cho mọi người nha. Đó, iPod Pro thì còn hiện tại em còn 2 bộ. Là mấy hôm nữa mới về cơ. Đó, hiện tại còn 2 bộ đây này. iPod 3 cho mọi người. iPod Pro. iPod Pro thì nó có cái đệm bông này này. Đấy, đệm bông đỡ đau tai hơn nha mọi người. Bên trong nó cũng có một cái dây sạc. Đấy, với lại bốn cái đệm bông cho mọi người luôn. Đấy, bốn cái bông đệm tai đấy. Đeo đỡ đau tai nha mọi người. Đấy. Made in Japan, hàng rất là chuẩn luôn. Nhạc nghe rất là hay. Đấy, mọi người cứ test loa ok. Đấy, bác nào tin tưởng thì mình cứ đặt hàng bên em ha. 550.000 một bộ là bao ship. Còn iPod 3 thì là 750.000 là bên em bao ship nha mọi người. Hiện tại trước mắt là có hai loại này. Còn về sau nếu mà nhập được thêm loại 2 nữa thì em báo cho mọi người sau. Rồi, dây điện thì 5m, 10, 15, 20m là đủ cả cho mọi người luôn. Loại này thì em về rất là nhiều, thì mọi người em cũng quay video cho mọi người coi rồi. Em báo giá luôn, này chứ không giới thiệu nữa. Đó. Loại 5m thì em bán cho mọi người là 190.000. Giá là chưa bao gồm phí ship. Còn con 10m này là em bán cho mọi người là 290.000. Đó, giá là chưa bao gồm phí ship nha mọi người. Cuộn 15m thì giá là 380.000. Đó, chưa bao gồm phí ship đâu. Chỉ có hai cuộn là 20 và 30m này là em bao ship này. Cuộn 20m thì là 470.000 đúng không? Đó, 470.000 là bao ship. Tất cả đều có ba cái ổ cắm nối rất là ngon cho mọi người. Dây đèn lõi là 2 chấm nha mọi người, 2 mini nhá. Còn cuộn 30m thì em bán là 720.000 đó, là bao ship luôn á. Mọi người chốt thì mình nhắn lại giúp em ha. Rồi, còn mấy món nhỏ nữa này, lưỡi đâu ta? Đây là cái cuộn cước hành Nhật xịn luôn nha mọi người. Đấy, cơ này cước cứng thì nó bố có 6 cái dây cước sẵn cho mọi người rồi. Đấy, chỉ việc lắp ráp vào mình xài thôi. Ba nào thích cắt cước thì mình mua loại này này. Cước này cước cứng nên cắt rất là ok. Nó giá thì chỉ có 120.000 là mình mua được một cái đầu cước như này mình xài rồi. Quá rẻ luôn nhá. 120.000 mà còn được free ship. Đó, bao ship tận nhà luôn nhá. Ok ha, ship toàn quốc cho mọi người luôn, nhận hàng thanh toán, hàng Nhật chuẩn. Còn lưỡi, đó, lưỡi thì đây. Đây là lưỡi đơn, lưỡi một nha. Một chiếc một thì em bán là 170.000 là mua lẻ đấy. Đấy, mua lẻ là 170.000. Còn cái loại hai lưỡi cùng ấy nó cũng giống hệt như này thôi, không khác gì cả. Bạn nào mua hai lưỡi thì là 320.000 nha mọi người. Đấy, mua một cặp là 320.000, còn đây là lưỡi đơn. Giá của nó là 170.000, đấy mà mua lẻ là bên em bao ship cho mọi người luôn. Đấy, ok ha. Nhập cái lưỡi này chủ yếu về bán kèm cắt cỏ thôi, nhưng bác nào cần mua thì em bán lẻ cho mọi người. Đó, nhập lẻ thì em bán lẻ cho mọi người thôi. Đây có bộ vít. Đấy, bộ này bộ bắn vít. Bác nào về xài gia đình sửa đồ các thứ này mình để mình sắm gia đình mình xài nhá. Đó. Vừa có cái đầu mở ốc, vừa có đầu mở vít. Đấy, vít thì nó có cả đầu T này, đầu dẹp này, đầu bốn cạnh này. Đấy, với lại đầu hoa luôn. Ok chưa? Quá trời đồ luôn. Về thao mở rồi. Giá của nó thì con này em đang bán cho mọi người là 300.000 nhá. 300.000 bao ship một bộ nha mọi người. Đó, 300.000. Đây. Nhập được mấy bộ nhập trước cho mọi người tham khảo trước thôi. Đó. Còn mấy cái ni này thì hiện tại em còn mấy cái ni 50.000 và 40.000 thôi. Đây, cái ni này được đựng được 300ml nha mọi người. Sức chứa là 300ml. Giá là 50.000 một ni. Đấy, bác nào mua 10 ni thì em bao ship. Còn mua lẻ thì em không bao ship nha mọi người. Đó, 50.000. Nếu mà mua lẻ là không bao ship đâu. Mua 10 ni được bao ship. Còn cái cốc này thì
em bán cho mọi người là 40.000. Đó, 40.000 nhá. Đây, cốc này thì nó có cái lắp này, còn mấy cái cốc này là không có lắp đâu nha. Chỉ có cốc này là có lắp thôi. Đó. 40.000 một ly. Không bao ship, mua 10 ly là bao ship cho mọi người luôn. Tiếp theo là đến cái bơm xe đạp chân. Bơm xe đạp chân của hàng Made in Japan đây. Đấy. Hồi này thì mình sắm gia đình mình xài nhá. Mình bơm xe máy, xe đạp này, bơm bóng các thứ đều được luôn. Đó. Giá bán thì em bán cho mọi người là 350.000 thôi, là bao ship cho mọi người đó. Đó, bác nào chốt thì mình nhắn lại giúp em. Bên dưới thì có mấy cái thổi lá này. Cái thổi lá hôm nay thì em vẫn còn một lô. Đấy, mọi người mua lúc nào cũng có sẵn hàng, còn khoảng độ 15 con thì phải nha. Đấy. Ống như thế này này, nó không có cái lắp chụp ở đây nhưng mà không bị vấn đề gì cả. Máy sẽ bao lỗ ngon cho mọi người luôn. Đấy, bao lỗ ngon. Chạy động cơ 2 thì rất là khỏe. Đó. 2 thì rất là khỏe. Bác nào mà cần video test máy thì mình kết bạn qua nha. Kết bạn qua Zalo cho em nhá. Em test máy em gửi cho mọi người coi. Đó, giá bán là 1.3 triệu, được bao ship tận nhà cho mọi người luôn. Đó, 1.3 triệu nhá. Còn bộ thổi lá pin. Bộ này là bộ 18V của Ryobi nhưng mà dòng này là dòng có than. Đấy, dòng có than nên sẽ không khỏe như dòng bút led đâu. Không có turbo. Đấy, bấm cò là chạy thôi. Em bán một bộ của nó là một pin 4A mà. Một cái pin 4A của nó, pin rim đây. Hàng pin Mỹ luôn nhá. Một pin Mỹ, đây là máy Mỹ nha mọi người. Hàng này hàng bãi Mỹ. Đấy, một pin 4A Mỹ và một cục sạc. Sạc này là sạc 220 rồi nha mọi người. Nên yên tâm sử dụng thôi. Đấy, full bộ này là có 2.2 triệu thôi. Còn bác nào mua lẻ body là 1.2 triệu. Đó, 1.2 triệu body bao ship. Mua cho bộ là 2.2 triệu nha mọi người. Đó. Rồi pin thì chút em coi cho, quay cho mọi người coi sau. Rồi. Qua cưa đĩa này. Đây, còn một con cưa đĩa của Ryobi vừa cũng chưa báo cho mọi người. Đây là hàng mới 100%. Nữa là 185. Đó, bảo hành con Ryobi này bảo hành 1 năm nha. Đây này, nó có cái phiếu bảo hành của nó này. Ryobi này thương hiệu của Kyocera đây này mọi người. Đấy, bảo hành 1 năm cho mọi người. Rất là ngon luôn. Đấy, có cữ đi kèm đầy đủ hết. Mới 100% nha. Giá bán là 1.5 triệu, bao ship tận nhà cho mọi người luôn. Đó. Mọi người chốt thì mình nhắn lại giúp em. Còn con này là máy mài đá nhám của Ryobi. Rồi, máy mài đá nhám của Ryobi thì con này em đang còn một con nên đang thanh lý là 2.1 triệu thôi. Đó, 2.1 triệu là bao ship rồi. Rồi, qua thùng đồ nghề này. Thùng đồ nghề với lại máy rửa xe cũng chưa báo cho mọi người đâu. Đó. Còn mấy con máy mới như kiểu máy mài, bác nào muốn xem máy mài, máy khoan thì mình vào ấn vào kênh của em nhá. Ngay bên dưới video này là sẽ có một cái video cũng báo giá rất là nhiều hàng mới cho mọi người coi luôn. Đó. Thùng đồ nghề đây là 40cm. Hiện tại cái thùng 45cm rất là nhiều người hỏi nhưng mà hiện tại em không còn. Nên em vẫn chỉ bán thùng 40 này thôi. Đấy, thùng này thì có 290.000 thôi. Là chưa bao gồm phí ship đâu nhá. Còn thùng bên dưới thì để chuyên phân chia đây này. Đấy, ốc, vít, các thứ này. Để dao đọc giấy này, kìm này. Đấy, mình có thể phân chia ra tùy theo mọi người cách mình dùng á. Đấy, nếu mà để mấy cái tô vít các thứ thì mình bỏ ra một cái khay này ra. Nhấp một khay ra để mình đựng. Đó. Thì nó ok. Giá là 650.000 cái thùng này nhá. Của Satalay nha mọi người. Còn cái thùng The Watt hiện tại vẫn chưa nhập được mấy cái loại kia nha. Tại vì hiện nó đang hết hàng nên em chưa thể nhập được. Đấy, em chỉ còn cái thùng này thôi. Hai cái khay bên dưới là để mình phân chia mũi vít. Đấy, ốc vít này, các thứ này. Còn bên trên thì mình để máy móc với lại cái vật dụng tiện ích cho mọi người ấy, trong công việc của mọi người như găng tay này, máy khoan này, máy mài các thứ mình có thể để bên trên này được. Tại vì nó khá là rộng luôn. Đó, khá là rộng, rất là tiện lợi. Thùng thì có thể tách rời được nha. Tách rời thành hai thùng này được nha mọi người. Đó. Giá bán này, con này em mang bán là 2.3 triệu đấy. Thùng của The Watt nha mọi người. Đó, 2.3 triệu bao ship. Khá là nhẹ nha. Còn cái thùng của Satalay, đây là thùng 3 in 1, thì em cũng về được mấy cái cơ. Đó, có bánh xe kéo cho mọi người luôn. Thùng này thì em bán là 1.8 triệu nha mọi người. Đó, thùng đồ nghề Satalay 1.8 triệu bao ship. Rồi, tiếp tục lên bên trên là máy rửa xe. Thì nay soạn cả dây súng lô này. Đó,
đấy, soạn mang bộ hôm nay dây súng rin bỏ cạnh luôn, mình báo giá luôn cho mọi người hai bộ. Đây, trước tiên là bộ dây súng lô. Bộ dây súng lô thì nó sẽ kèm một cái súng ngắn này, có một cái đầu lối, nếu mà bác nào mà cần dài hở dài súng ra thì mình nắp vào. Đấy, mình nối dài ra được một đoạn thêm như này nữa. Đấy, như là tháo cái đầu này ra, nối vào cái này vào, xong mình nối vào cái đầu tiếp theo của nó. Đó, bác nào chưa biết cách sử dụng thì mình liên hệ qua nhá. Còn dây là dây 8m, dây lô 8m và được một cái bình xà bông đi kèm như thế này nữa. Máy móc thì còn khoảng độ 90% cho mọi người. Đấy, còn tương đối là ok. Giá bán thì nguyên bộ này em đang bán là 1.150.000 là được bao ship tận nhà luôn. Đó, 1.150.000 là bao ship tận nhà nhá. Còn bộ bên cạnh dây súng rim thì nó sẽ có đầy đủ hai cái tai hai bên này này, để mình có thể cuốn dây điện này, và mình để cái súng ở đây nữa nha, treo súng ở đó. Đó, dây rim của nó thì dây chỉ có được dây nước thì khoảng độ 5m thôi. Còn súng là súng dài, súng dài khoảng độ gần 1m. Đó, nguyên bộ này thì em bán cho mọi người giá là 1.250.000 là bao ship. Đó, 1.250.000 bao ship nhá. Còn bác nào mà thích rửa xe Ryobi với lại Ojito thì em còn Ryobi, em còn hàng full thùng không. Đấy, toàn hàng full thùng đây này. Cái này em chỉ lấy một con làm mẫu ra thôi, nên để ngoài nó hơi bụi một xíu. Còn thực chất của nó máy còn rất là đẹp cho mọi người luôn. Đấy, đầy đủ đồ như hình nha. Giá bán thì em đang bán cho mọi người con này là 1.700.000, 1.800W cho mọi người, 2.000 feet. Tất cả máy rửa xe này em đều tặng cho mọi người là 2m dây cấp nước và một cái đầu cấp nước luôn. Đó, để mọi người về mình xài, mình nắp vào mình xài. Còn con Ojito này là 2.200W, 2.400 feet nha mọi người. Đấy, đầy đủ đồ như thế này luôn. Em bán cho mọi người giá con này là 1.800.000, 1.800.000 bao ship nhá. Sử dụng điện 220 đó. Rồi, giờ thì qua mấy món đồ pin. Hàng đẹp cho mọi người, đồ pin thì em chọn chủ yếu là hàng đẹp thôi. Còn mấy con thanh lý thì em bỏ riêng ra rồi. Đây là khoan HP, khoan Mỹ. Mới 100% cho mọi người. Đó, ba chức năng, con này thì một là mình để gia đình mình xài, mình sưu tầm. Đó, hai là mình đi công trình, con này thì rất là ok, rất là khỏe rồi. Đấy, không phải suy nghĩ luôn. Đầu kẹp auto lock là 13 mini. Giá body của nó là 2.500.000. Thân máy nha mọi người, hàng mới 100%. Đó, Makita và Boss thì em mới nhập được hai con máy là một con khoan và một con vít. Còn con Boss thì em nhập được một con đầu xếu. Con này đầu xếu là hàng đời mới, nó là hàng Mỹ mới 100% cho mọi người. Đấy, nó có cấp chỉnh lực đây này. Đấy, có cấp chỉnh lực cho mọi người nha. Báo pin thì nó sẽ báo trực tiếp ở đây dung lượng pin. Ví dụ báo đèn xanh này đang đầy pin này. Đấy, báo đèn cam nghe là pin còn một lửa, báo đèn đỏ là pin đang hết rồi. Đó, nó có báo đèn như thế nên rất là ngon luôn. Vừa bu lông mà vừa có thể bắn vít được. Con này lực của nó khoảng độ 270 đến 300 Newton. Đó, giá bán thì em đang bán full bộ. Full bộ thì con này em đang bán body là 3 triệu này. Nhưng mà em không bán lẻ body, em bán cả pin. Đó, cả pin và sạc. Pin là pin 5A và một cái cục sạc thì em bán full bộ là 4.600.000 cho mọi người. Đó là em sẽ bao ship cho mọi người luôn nhá. Rồi còn là Makita thì em có chuyên bán vít. Chuyên bán vít của Makita đây là XDT153. Đó, XDT153 hàng Mỹ nha mọi người, mới new. Đấy, bộ này thì em đang bán bữa bao nhiêu ta, pin với sạc, pin với sạc là 1.400.000. Đấy, 1.400.000 với lại máy, máy là 1.850.000, nghĩa là full bộ này là có 3.250.000 thôi. Đó là mọi người có một sạc, một pin 3A và một máy cho mọi người nha. Còn loại này đắt hơn xíu. Khoan này là khoan 3 chức năng, mã Mỹ, mã mới mà Mỹ, hàng HP mà, hàng bootleg không chủ than đấy. Mã nó là XBH12. Đấy, body là 2.200.000, còn pin, pin với sạc nữa là 3.600.000 nha mọi người. Đấy, full bộ là 3.600.000, xài là ok. Rồi, đến Ryobi thì có hàng rootless nhỏ mini. Hàng nhỏ mini này thì em đang bán body của nó là 1.700.000 đấy. Bạn nào thích mua body thì mình nhắn qua giúp em. Còn thích tư vấn về pin sạc thì mình liên hệ qua.
Đây con này bu lông nha. Bu lông không chổi than thì lực của nó là lực 800 Newton đấy. Hàng này cũng là hàng mới 100%. Đấy, có 4 cấp độ chỉnh lực. Giá bán là 3 triệu 2 body thôi nha. Còn Rigic, con này cũng là lực 800 này, nhưng mà body của nó có 3 triệu 1 thôi. Đấy, hàng Rigic, bấm cò chạy luôn. Đấy, rất là khỏe. Cũng có 3 cấp độ chỉnh lực, 4 cấp độ chỉnh lực chứ. Đó, 4 cấp độ chỉnh lực luôn nhá. Rồi loa Makita. Loa thì hiện tại cái loa này là không có Bluetooth, mình phải cắm jack mình nghe. Đó. Cắm jack nha. Nhưng mà nó có cái bác nào mà không xài pin, nếu mà xài gia đình thôi á, cắm cái sạc kiểu sạc adapter mình xài nha. Dây sạc nó đâu? Có không? Có dây sạc adapter nữa nha. Nghĩa là dây sạc 12V á. Kiểu như thế thì em bán cho con này cho mọi người bao nhiêu ta? 1,4 triệu thôi à? Đó, 1,4 triệu thôi nha. Body là chưa có pin với sạc nha mọi người. Đó. Còn cái loa này thì em đang bán cho mọi người là 2,2 triệu. Loa này nó có Bluetooth, loa này loa mini của Makita, nghe rất là đã luôn. Đấy, dòng loa này nghe rất là đã nha mọi người. Máy mình còn rất là đẹp. Con này xài pin như là pin được từ 18V này. Nó xài được cả pin 14.4 đến 18V. Đó. Rồi. Còn một con Ryobi nữa. Con Ryobi này là con HP hàng Mỹ mới 100%. Nó cũng là hàng sạc pin 18V. Hàng này cũng có rút led nha. Loại này thì nghe thì ăn đứt Makita luôn. Đó. Nghe cực kỳ to mà lại nghe rất là ok. Con này dòng này rất là nghe khỏe này. Bạn nào mà cần nghe to á, thì mình mua loại này này. Hai loa 2P luôn. Đó. Body của nó là 2 triệu 2 nhá. 2 triệu 2 body. Có cái chân sạc cho mọi người luôn. Đèn thì em còn một con đèn gập này. Đấy, đèn gập và một cái đèn HP. Đấy, đèn giống kiểu đèn vuông ấy. Cái đèn vuông này thì body là 2 triệu 3 nha mọi người, mới 100%. Đấy. Có thể gập vào mình xài được. Còn cái đèn vuông này thì mình để bàn làm việc này, hoặc là cho con mình để bàn học mình xài cũng được, bởi vì nó có 2 chế độ sáng. 3 chế độ sáng nha mọi người. Đấy. Body này là 1 triệu 2. 1 triệu 2 cái body đèn gập. Còn cái body này là 2 triệu 3. Con này thì là cắt đa năng đúng không? Con này xài pin nó cắt được hai lưỡi, là một cái lưỡi cắt gạch và một cái lưỡi cắt gỗ. Nhưng mà cắt lưỡi nhỏ nha mọi người. Cái này cắt gạch chủ yếu cắt gạch ôm lát thôi. Xem con lưỡi bao nhiêu ta? Thông số ở đâu nhỉ? Đây, thông số nó tận ở đây cơ. Lưỡi này chỉ có 85mm thôi nha mọi người. Đấy, lưỡi 85mm thôi, vòng tua là 4.200 vòng. Đấy, một cái lưỡi cắt đá, cắt gạch men đấy, và một cái lưỡi cắt gỗ cho mọi người. Body của nó em bán cho mọi người là 1,6 triệu. Đó, bác nào chốt thì mình nhắn lại giúp em nhé. Rồi, lên tiếp bên trên. Có hai con tỉa hàng rào đây này. Một con là của Mỹ. Đây, con của Mỹ này thì em bán là 1,2 triệu cho mọi người. Đấy, tỉa hàng rào mini. Còn con của Úc này em bán cho mọi người là 1,1 triệu. Đấy, bát 2021 cho mọi người. Đấy, một cái lưỡi nhỏ và một cái lưỡi ngắn và một cái lưỡi dài. Rồi, nhám tam giác, body nhám tam giác của Ryobi. Nhám tròn hết rồi đúng không? Một con nhám tròn, một con nhám tam giác nha. Đây. Con nhám tam giác thì bán cho mọi người là 400.000, còn nhám tròn thì là 450.000 nhá. Đấy, body cho mọi người. Còn tưới lan. Body tưới lan mà hàng đẹp. Đây, như con này là hàng đẹp mà đầy đủ đồ này. Có dây đeo các thứ này. Đấy, hàng còn 95-98% như thế này. Em bán cho mọi người body của nó là 1 triệu. Đó, 1 triệu là bao ship. Có con nào hàng ngoài thùng thì em còn độ mấy con. Hàng ngoài thùng thì em bán cho mọi người là 900.000 nha. Hàng ngoài thùng 900.000 nha. Đó. Rồi. Xuống cắt cỏ đi ha. Cắt cỏ thì rất là nhiều bác hỏi luôn. Đấy, mấy hôm nay cũng bán được mấy bộ cắt cỏ 40, 36, 18V cũng đặt rất là nhiều. Đấy, loại này thì nó thật sự cắt rất là ngon luôn. Em bán cả pad với lại cả lưỡi dao cho mọi người. Lưỡi lên mọi người vừa cắt cỏ cước.
Đấy, bác nào mà thích cắt cỏ cước không thôi thì mình không mua pad bên này cái lưỡi nữa. Đấy, có cả chắn cỏ đây. Cắt cỏ này em nhập mới 100% cho mọi người nha. Đấy, 40V của Ryobi. Hình thức của nó thì chắc chắn nó sẽ hàng này hàng nội địa, thì chắc chắn nó sẽ không được đẹp rồi. Đó, nó một số chỗ như thế này, nó sẽ có một số chỗ nó bị móp một xíu, nhưng mà đảm bảo là máy chạy ok. Máy thì có, sẽ có chày xước hai bên, chày xước hai bên tương đối. Quan trọng là máy móc còn nguyên rin mà còn chạy rất là khỏe, ngon. Đấy, dòng 40V này em sẽ bán cho mọi người một bộ của nó là 2,6 triệu. Còn bác nào mà thích mua thêm một cái bát giữ lưỡi với lại một cái lưỡi dao nữa thì thêm 200.000 nữa nhá. Đấy, bán kèm 200.000 nữa. Được một cái lưỡi dao tròn luôn, lưỡi dao xịn luôn nha. Đó, hàng Nhật đấy, cái lưỡi dao em vừa báo cho mọi người đấy. Rồi, còn mua nẻ body là 1,4 triệu. Đó, dòng 18V hết rồi đúng không? Dòng 18V em còn, nhưng mà còn hình thức là xấu ấy. Thì bác nào mà cần thì mình liên hệ qua. Còn dòng này 36V này có than này. Dòng này có than thì body em bán cho mọi người giá là 1 triệu. Đó, 1 triệu cũng là đầu cắt cước luôn. Còn mua full bộ, một pin, mua pin lớn hẳn đi, pin lớn với lại một cái sạc nữa thì 2,2 triệu nha mọi người. Đó, 2,2 triệu cho mọi người nha. Còn mua thêm pad với lại cái lưỡi thì thêm 200.000 nữa là 2,4 triệu. Đó. Còn cắt cỏ xăng thì hiện tại đây này, hàng Nhật nha, hàng bãi Nhật. Bỏ qua, bỏ ngang qua đi cho nó dễ coi, cho mọi người coi ba loại luôn. Hàng Nhật trước, sau đó qua hàng Úc. Ryobi này, Kyori và Kawasaki. Đấy, ba loại cho mọi người. Đầu tiên là con hàng bãi Nhật là con Ryobi trước. Thì ví dụ mọi người mua hai tay cầm hai bên này thì em sẽ tặng cho mọi người một cái lưỡi dao là dao chữ Nhật. Đấy, dao chữ Nhật. Thì em bán cho mọi người con này hiện tại em đang bán là 1,5 triệu là em bao ship cho mọi người luôn. Đấy, máy cắt cỏ của Ryobi con này lòng của nó lòng 2 mấy thôi. Đó, lòng 2 mấy thôi nhá. Còn lòng của Kyori và Kawasaki thì lòng nó lớn. Đấy, như con Kyori này thì em đang lòng của nó lòng 34 này. Hàng này hàng chắc chắn 100% là hàng bãi Nhật, Nhật xịn 100% luôn. Đấy, cam kết chuẩn. Và có tặng kèm một cái lưỡi dao cho mọi người. Còn con này lòng 32 này, Kawasaki này. Đấy, TG24 Kawasaki Nhật xịn, lòng 32, giá bán là 1,750,000. Đó, 1,7 triệu thôi. Đấy, con này Kyuri là 1,8 triệu. Còn Kawasaki là 1,7 triệu. Được bao ship tận nhà cho mọi người luôn ha. Rồi, còn cái con Úc rồi ta. Úc 25cc đâu nhỉ? Bán rồi đúng không? 25cc của Úc là bán rồi nha mọi người. Còn em còn con 52cc đây này. Đó, hai tay cầm hai bên. 52cc đát 2021. Đấy, cái thân dưới thì không thể suy nghĩ rồi. Có mất cái bên trên thì nó, cái thanh bên trên nó không bị móp méo, nhưng mà nó lại bị tróc sơn nhiều. Cái tróc sơn này không quan trọng đâu. Đó. Quan trọng máy của nó ngon, với lại nó không bị móp méo cho mọi người nhá. Có dây đeo đầy đủ hết nên mọi người cứ yên tâm. 52cc chạy 2 thì giá là 3,4 triệu. Mà em chỉ có một con thôi. Đó, còn cái dòng Homeline này này. Cái dòng Homeline này là dòng em bán cho mọi người xài làm vườn. Đấy, sẵn bán cho mọi người xài làm vườn. Cái đầu của nó chính là đầu cắt cước. Đầu cắt cước nha mọi người. Thì con này em đang bán nó thiếu cái chụp đây này. Đấy, như con của nó là đầy đủ chụp như thế này đúng không? Đầy đủ chụp. Đó, thì em bán cho mọi người con này là 1,1 triệu. Đó, 1,1 triệu nó sẽ có cả cái nắp chụp ở đây này, đầy đủ hết luôn. Đó, còn con này là không có cái nắp chụp đúng không? Nó là đầu cắt cước nên em bán cho mọi người là 850.000 thôi. Đấy, có 850.000 rồi nhá. Cái nắp chụp này gần như là không quan trọng không đâu. Đó, nhiều người dùng không cần đâu, nên mọi người không cần mua nắp chụp cũng được. Đó, có 850.000 thôi là bao ship cho mọi người luôn. Đấy, cắt cỏ online. Rồi, còn máy đục. Hai con máy đục này thì vẫn là hàng giá bán là 2,1 triệu một con đây. Đục 3 mini. Con này là 1750W. 1750W nha mọi người. Em bán cho mọi người thì vẫn giá là 2,1 triệu thôi là bao ship, nhưng mà không có mũi với lại không có tay cầm đâu nhá. Cái tay cầm này thì mọi người đặt bên ngoài có rất là nhiều. Có điều em hiện tại em chưa không đặt nên em bán thanh lý cho mọi người về mình tự mua thôi. Còn nghiền cành của Ryobi đầy đủ đây nhá. Đầy đủ cả cái nhấn luôn.
Đấy, 2400W có thùng đầy đủ hết. Riêng con này thì em bán giá của nó có 1.1 triệu thôi. Đó, 1.1 triệu là bao ship. Nhìn cảnh còn hai con nha mọi người. Thang thì vẫn còn đủ đây, thang 3m8 và 5m đây. Đấy, đây là chiếc thang 3m8. Từ qua bên này cho nó sáng này. Đấy. Thang 3m8 này, hàng này hàng châu Âu, thang nhôm. Loại này thì mình trọng lượng tối đa mình đứng lên là 150kg nha mọi người. Đó, cân nặng của cái thang này là chỉ có 10,3kg thôi. Đó, còn cái thang 5m bên dưới thì nó trọng lượng của cái thang đấy là 13,5kg. Còn là mình đứng lên mắc của nó là 150kg này này. Đấy. Thang nhôm rất là chắc chắn luôn. Đấy, 5m cho mọi người. 5m và 3m8. Thôi, 3m8 thì em bán là 1.850.000, còn cái thang 5m này là 2.450.000 nhá. Đó là em bên em bao ship cho mọi người luôn rồi. Rồi, cuối cùng là sẽ qua máy hút bụi cho mọi người. Đó. Trước tiên là sẽ là hút bụi Ryobi 20 lít hàng ngoài thùng. Đó, hàng ngoài thùng hình thức của nó còn khoảng độ 90%. Đó, 90%. Công suất là 1.250W. Đấy, xài gia đình rất là ngon. Đấy, bao đầy đủ đồ cho mọi người. Mở thùng bên trong ra xem còn ok không? Cho mọi người coi luôn. Đó, thùng còn tương đối. Đấy, tóm lại là hình thức còn khoảng độ 90% cho mọi người nhá. Giá bán thì em đang bán cho mọi người giá là 1.6 triệu. 1.6 triệu bao ship. Đó, 1.6 triệu bao ship nha. Còn hàng trong thùng như mọi người thấy là hàng còn đẹp khoảng độ 95%. Chưa lắp ráp nhưng mà còn khoảng độ 95% đây này. Bánh xe mọi người tháo ra còn rất là mới đây này. Đấy, về mình tự mình lắp bắn 4 ốc vào là mình xài thôi. Đó, 1 triệu 7 nha, trong thùng là 1 triệu 7 bao ship. Con này cũng 1.200 đúng không? À, cũng là 20 lít luôn. Rồi, còn cuối cùng là dòng Satanley thì Satanley có 23 lít. Loại này 23 lít thì em bán cho mọi người con này giá của nó bình nhựa nhá. Con này bình nhựa thì giá là 1.850.000 á. Hàng đầy đủ đồ đây này. Đấy, ống các thứ, bánh xe các thứ đầy đủ hết. Nọc bụi bằng vải. Cái lọc này thì mình vừa hút nước mà vừa hút khô đều được luôn. Đấy, một bên là đầu hút, đây là cái đầu hút này. Còn bên còn lại là đầu thổi. Đầu thổi này thì mình có thể vệ sinh bụi này, mình thổi bụi với lại thổi lá cây là cũng được luôn. Đó. Còn con bình inox này thì nó ngon hơn. Đấy, đồ của nó cũng xịn hơn. Thì giá bán là 2.500.000. Con này giá là 2.500.000 nha. Đây, bình inox mới 100%. Hút bụi này như là nó bảo hành 1 năm này. Đấy, của Satan đây thì bảo hành 1 năm hay là 2 năm đó. Em cũng chưa coi cái tem luôn. Đó. Còn cái 30 lít thì mọi người so sánh này. 30 lít ống của nó sẽ to gấp đôi. Thậm chí là gấp 3. Đấy, gấp đôi gấp 3 cái ống của con 20 lít luôn. 30 lít của con này là 23 lít nha, em nhầm xíu. Đó, 30 lít đây này. Đấy, nọc của nó là bằng vải. Đấy, lọc xịn. Còn phụ kiện đây, mấy cái ống với lại ống là hút góc các thứ cũng là ống to luôn. Đấy, nên mình hút không giờ sợ bị tắc đâu nha. Con này thì mình hút xưởng, hút mấy cái tiện đấy, tiện như là mình bào gỗ các thứ nó có ra mùn cưa nhiều á, mình hút không sợ bị tắc. Giá là 2.800.000 cho mọi người nha. Đó, mọi người chốt thì mình nhắn lại giúp em nha. Rồi, cảm ơn tất cả anh xem nha. Mọi người coi mà nhớ thấy hay thì nhớ bấm like và đăng ký kênh. Đó, chỉ xin mỗi người một like, một đăng ký kênh ủng hộ kênh cho bên em thôi ha. Đó, mọi người chốt hàng thì vẫn như mọi khi ha. Nhắn tin, gọi điện hoặc là mình kết bạn qua Zalo. Đó, cảm ơn tất cả mọi người nha. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.